Trong video này thì trên YouTube 3 kho tài liệu xây dựng xin giới thiệu đến quý vị về một cái than inox bắt vào tường để leo lên trên mái nhà để thăm và sửa chữa các cái thiết bị đặt trên mái nhà. Thì chúng ta thấy có các cái vị trí gắn cố định than inox vào trong tường bằng các cái vít hay là các cái bu lông. Chúng ta cũng có thể chừa bát sắt hoặc bát inox từ trong tường rồi mang cái than đến và hàn cố định vào. Cái chân than thì cách nền nhà bằng một cái bước leo của người lớn. Chúng ta có một cái vào như thế này để khi mà từ trên chúng ta leo xuống cái bước đầu tiên nó được thuận lợi hơn, cũng như là từ vị trí này chúng ta có thể lấy trấn để leo lên trên mái nhà nó dễ dàng hơn. Thì đây là một cái cửa, chúng ta có thể leo lên trên cái cửa ngay vô cái trần bằng một miếng trần thật cao, hay chúng ta có thể leo lên trên. Chúng ta thấy nhìn kỹ ở trên sẽ thấy là có cái bồn nước inox để cấp nước cho tòa nhà, và có thể là trên mái nhà chúng ta có thể đặt các cục nóng máy lạnh, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời vân vân. Thì khi có sự cố cho các hệ thống đó thì chúng ta sẽ leo lên mái nhà từ cái vị trí này. Khi chúng ta leo lên thì chúng ta tháo một lớp một tấm thạch cao để qua một bên, rồi khi chúng ta leo xuống thì chúng ta sẽ đậy cái tấm thạch cao đó lại, như vậy cái trần nó sẽ liền lạc. Ở bên trên cái trần này chúng ta có thể là có những cái cửa mái để bước ra ngoài cái phần xeno mái, và có khóa. Chúng ta leo lên trên này là lên đến cái vị trí hệ thống đà dằn tại cái trần của cái tầng áp mái. Lên trên đó thì chúng ta có thể có những cửa từ cái tầng áp mái để bước ra các cái xeno, các cái sàn mái. Đó là trường hợp đối với mái tôn. Còn đối với mái bê tông cốt thép thì ngay cái vị trí cửa mái này chúng ta có thể có một cái cửa, một cái nắp cửa. Khi mà bên cái nắp cửa bên trên nó trần cao này, khi chúng ta leo lên thì chúng ta mở khóa để mở cái nắp cửa đó ra và leo lên trên mái bê tông, thì chúng ta xuống chúng ta sập cái nắp cửa lại và khóa cửa bên dưới vị trí gần với cái cao độ trần cao. Trên YouTube 3 kho tư liệu xây dựng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Hy vọng là video này cũng như các cái video khác sẽ mang lại một số hữu ích cho quý vị đón xem.